Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha Exciter 1/10 sắp ngừng sản xuất. Exciter 1/10 phiên bản màu đen nhám và phiên bản đặc biệt kỷ niệm 1 triệu xe của hãng sẽ ngừng sản xuất trong tháng 7 năm 2008. Theo một số nguồn tin mà chúng tôi nhận được, trong tháng 7 này, Yamaha Việt Nam sẽ dừng bán cái phiên bản Exciter 1/10 đen mờ hay còn gọi là đen nhám và phiên bản giới hạn kỷ niệm 1 triệu xe với hai bản màu là xanh đen và xanh xám, và có thể cho ra mắt một mẫu phiên bản hoàn toàn mới. Khai thế, nhiều khả năng mẫu mới này là cái mẫu Exciter với sự nâng cấp khối động cơ 155 phân khối. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ những thông tin gì về phiên bản khai thế lần này. Thông tin này có cơ sở một nguồn tin từ nhà máy Yamaha Việt Nam cho biết nhà máy này sẽ ngừng sản xuất cái mẫu là Exciter 10 phiên bản màu đen mờ và phiên bản kỷ niệm 1 triệu xe. Exciter là mẫu xe con tay cỡ nhỏ thành công nhất ở Việt Nam. Mẫu xe này từng được người chơi đặt cho rất nhiều cái biệt danh như là ông vua đường phố, ông hoàng Audubon, sát thủ độ vân, và là lựa chọn hàng đầu của giới phụ phủ. Những năm gần đây, Yamaha chỉ ra mắt những phiên bản là Exciter 10 với thay đổi nhỏ nhằm tăng thêm cái nhu cầu màu sắc hay là tem xe cho khách hàng. Tuy nhiên, đứng trước quá nhiều đối thủ cạnh tranh gần như là Honda Winner 10, thị phần những chiếc xe này đang có phần giảm đi đáng kể trong mắt những người tiêu dùng vì những lỗi nhỏ nhưng vẫn chưa được khắc phục của Exciter 10. Như vậy, ở Việt Nam, Yamaha Exciter đang có tất cả là 4 phiên bản màu sắc đang được bán ra mức giá từ là 45 cho đến 48 triệu đồng. Cảm ơn bạn dõi này, hẹn lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.